Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trần Cấp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách phơi hoa đu đủ đực và sử dụng hoa đu đủ đực trị ung thư. Hoa đu đủ đực có vị đắng, thơm, thường được nhân dân một số địa phương sử dụng xào nấu để làm thức ăn. Kinh nghiệm dân gian coi hoa đu đủ đực là một vị thuốc quý, có công dụng phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, nhất là ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, hoa đu đủ đực còn có tác dụng chữa ho rất hay. Hoa đu đủ đực rất hiếm bởi trong hàng trăm cây đu đủ cái mới xuất hiện một cây đu đủ đực. Số lượng hoa trên một cây rất ít, nên hiện nay hoa đu đủ đực có giá trị rất cao. Cách phơi hoa đu đủ đực cũng rất kỳ công, chứ không đơn giản như phơi các loại thảo dược khác. Cách phơi hoa đu đủ đực, hái hoa. Theo kinh nghiệm dân gian, thời điểm hái hoa đu đủ đực tốt nhất là vào buổi sáng sớm, khi mà những giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa đu đủ. Hoa hái trên rừng về đã rất sạch, các bạn không cần phải rửa thêm mà đem đi phơi luôn. Phơi hoa bạn lưu ý, phơi trong bóng râm để giữ lại nguyên vẹn dược tính của hoa, nên phơi ở nơi có gió mát hoặc bật quạt sẽ nhanh khô hơn. Nếu phơi ở trời nắng to, cánh hoa dễ bị nát vụn, dược tính trong hoa không giữ được nguyên vẹn, do vậy làm giảm đi hiệu quả điều trị. Phơi khoảng 3 đến 4 ngày đến khi thấy cánh hoa và cuống hoa khô đều là được. Bảo quản, hoa khô các bạn đóng túi ni lông, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh là nhiệt độ lý tưởng nhất. Hoa sẽ để được lâu mà không lo ẩm mốc. Tùy mục đích sử dụng hoa đu đủ mà bạn có thể dùng độc vị hoặc kết hợp với các vị thuốc khác như cây xạ đen, củ mạch môn, v.v. Công dụng của hoa đu đủ. Hoa đu đủ hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, giúp giảm đau, kháng viêm. Hoa đu đủ được có tác dụng tốt với tất cả các loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt. Hoa đu đủ được hỗ trợ kích thích hệ tiêu hóa, giảm viêm loét dạ dày. Các vitamin và các hoạt chất có trong hoa đu đủ đực tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, trong hoa đu đủ đực có chiết xuất đặc biệt hỗ trợ ngăn ngừa các nguyên nhân gây rối loạn hệ tiêu hóa, làm tăng mỡ trong lòng mạch, kích thích ngon miệng. Hoa đu đủ đực hỗ trợ ổn định đường huyết. Trà hoa đu đủ đực tăng cường sự sản sinh tế bào đảo tụy, giúp ổn định lượng đường trong máu, giải quyết các vấn đề về hô hấp. Hoa đu đủ đực kết hợp với lá hẹ hấp cách thủy mang lại tác dụng tốt khi điều trị ho gió, ho khan, ho lâu ngày không khỏi. Cách sử dụng hoa đu đủ đực hiệu quả. Hoa đu đủ đực chiết xuất ra các hoạt chất ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, được đánh giá là không có độc tính đối với các tế bào của cơ thể, hệ tuần hoàn máu. Đặc biệt sử dụng hoa đu đủ đực không gây ra tác dụng phụ nào mà vẫn có thể diệt được các tế bào xấu, chống lại sự oxy hóa, không tác động tới hệ thần kinh trung ương hoặc các tế bào khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là các bạn có thể yên tâm sử dụng trà hoa đu đủ đực hàng ngày, không cần bận tâm tới bất kỳ nỗi lo nào khác. Việc sử dụng hoa đu đủ đực này sẽ giảm thiểu được các trường hợp làm tổn thương tới cơ thể khi sử dụng các biện pháp tây y thông thường như tiêm truyền, uống thuốc, v.v. Lưu ý, chiết xuất đặc biệt trong hoa đu đủ đực không phù hợp với cơ thể của bà bầu gây sảy thai, vì vậy trà thảo dược hoa đu đủ đực không sử dụng cho phụ nữ đang mang thai. Cách pha trà hoa đu đủ đực. Bước 1, dùng một nhúm hoa khoảng 10g pha với 150ml nước. Bước 2, tráng trà. Dùng nước sôi đổ một chút vào, đảm bảo nước tưới qua một lượt trà lắc đều ấm rồi đổ nước này đi. Bước 3, cho nước sôi ấm, pha trà theo tỷ lệ pha. Đợi 5 đến 7 phút cho nước ngấm vào hoa trà, thưởng thức khi trà còn ấm, mùi vị sẽ thơm ngon hơn. Cách nấu hoa đu đủ đực. Nếu như bạn không có thói quen nhâm nhi ly trà vào mỗi buổi sáng thì cũng có thể sử dụng hoa đu đủ đực nấu nước uống thay nước hàng ngày. Mỗi ngày lấy khoảng 50 đến 80 gram hoa phơi khô đem nấu với 1,5 lít nước uống trong ngày. Bạn có thể mua hoa đu đủ đực ở đâu? Một trong những nguyên nhân chính khiến người sử dụng hoa đu đủ đực nhưng không đem lại hiệu quả như mong đợi là do mọi người không dùng đúng hoa đu đủ đực hoặc vô tình đã sử dụng nhầm hoa đu đủ đực kém chất lượng, hoa đu đủ đực giả. Thấu hiểu điều đó, thảo dược Nguyễn Trần Cấp cung cấp đến khách hàng sản phẩm hoa đu đủ đực nguyên bông có nguồn gốc thu hái tại Hòa Bình cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc. Sản phẩm hoa sạch sẽ được sấy khô bằng công nghệ cao, đảm bảo giữ lại được nguyên dược chất, mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất. Để mua hoa, các bạn có thể đến trực tiếp showroom của cửa hàng thảo dược Nguyễn Trần Cấp tại số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các bạn có thể liên hệ đến hotline 0906 852 188 hoặc để lại câu hỏi cũng như số điện thoại trực tiếp bên dưới video này. Chúng tôi sẽ gọi điện và trả lời trực tiếp cho các bạn.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.